Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 4, tác giả loạn thế cuồng đao. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh Đạo kim ở dưới bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Theo quy tắc kiểm tra, lợi dụng huyền khí tự thân sung kích trong khả năng cho phép để đạt tới vẻ cao nhất trên trắc huyền thạch đồng thời duy trì trong thời gian mười nhịp thở để đạt được thành tích huyền khí cuối cùng lãnh diệp tỏ ra vẻ phấn khích huyền khí cấp ba sáu là thành tích tốt nhất mà hắn có thể đạt được hắn hành lễ với mấy giáo viên và vị giám sát viên kia sau đó mới vui vẻ bước xuống khỏi võ đài nét mặt của mấy vị giám khảo cũng vui mừng theo dữ liệu lịch sử, học viên năm 1, đẳng cấp huyền khí nhìn chung đều từ 1 đến 2. Một số ít thiên tài có thể vượt qua 2. Đẳng cấp huyền khí vượt qua 2 và học viên năm 2 nhìn chung từ 2 đến 3. Vượt qua 3 thì được coi là thiên tài. Học viên năm 3, đẳng cấp huyền khí từ 3 đến 4, vượt qua 4 có thể được gọi là thiên tài. Lãnh Diệp có thể đạt được thành tích 3,6, chắc chắn được xem là một tiểu thiên tài. Cuộc kiểm tra lần này coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Chủ nhiệm khối sở ngân cũng rất hài lòng. Ông ta quay đầu lại liếc nhìn giám sát viên Lý Thanh Huyền, đã nhìn thấy trong mắt ông kia mang theo một chút khinh thường. Thanh Huyền huynh dường như không hài lòng với thành tích này sao? Sở ngân nói. Lý Thanh Huyền không chút giấu giếm đáp. Đối với các học sinh học viện số 1, số 2 mà nói, thành tích như vậy là quá bình thường luôn Nếu như đây chính là trình độ trung bình Của nhóm học viên thiên tài năm 2 Của học viện các người Vậy thì ta có thể nói Ta rất thất vọng Sở ngân không khỏi có chút xấu hổ Lại nói Thành huyền huynh cứ tiếp tục theo dõi đi Đây mới chỉ đã bắt đầu thôi mà Thật vậy sao Ông ta thở ơ nói Hy vọng là các người không làm cho ta thất vọng Cuộc kiểm tra tiếp tục diễn ra thành tích của các học viên tiếp theo về cơ bản đều khoảng 3,1, 3,2. Liên tiếp mười mấy người, không có ai vượt qua được lãnh diệp. Sắc mặt của giám khảo cũng không được dễ chịu cho lắm. Trên trán của sở ngân đã xuất hiện một vệt mồ hôi lạnh. Chậm lại một chút, chậm lại một chút, không cần gấp. Mọi người đừng căng thẳng, ổn định tinh thần, cứ phát huy như bình thường. Sở ngân lớn tiếng nói, tốc độ kiểm tra cũng đã chậm lại rồi. Mặc dù đã vậy, kết quả sát hạch vẫn không như ý người ta muốn. Vẻ thất vọng và chán nản trên khuôn mặt của Lý Thanh Huyền dần dần hiện rõ. Cao Mân, lớp 3, năm 2, đẳng cấp huyền khí 3,8. Cuối cùng đã xuất hiện một học viên có thành tích vượt qua lãnh diệp. Chủ nhiệm khối sở ngân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cao Mân này là người đứng đầu lớp 3 năm 2. Cuối cùng đã có đột phá Nhưng ông ta quay đầu lại Phát hiện biểu hiện trên gương mặt Của Lý Thanh Huyền Vẫn không có chút thay đổi Liên biết rằng thành tích như vậy Vẫn không thể đọt vào mắt Của vị giám sát viên đặc biệt này Trịnh Song Dung Lớp 5, năm 2 Năng cấp huyền khí 3,7 Tống Hảo Lớp 10, năm 2 Năng cấp huyền khí 3,6 Vương Đào Lớp 4, năm 2 Năng cấp huyền khí 3,3 Nhạc Hồng Hương lớp 8 năm 2, đẳng cấp huyền khí 4.0. Cuối cùng sau khi Nhạc Hồng Hương, học viên đứng đầu lớp 8 năm 2 tiếp nhận kiểm tra, học viên đầu tiên có đẳng cấp huyền khí đạt đến mức 4 cũng đã xuất hiện. Chủ nhiệm khối sợ ngần vui mừng khôn xiết, không hồ đảm một trong những thiên tài chủ lực của khối. Thành tích như vậy chắc đã có thể gây ấn tượng với Lý Thành Huyền rồi chứ. Ai mà biết được, Ông ta vừa quay đầu lại Thì nhìn thấy vẻ mặt của giám sát viên đặc biệt này Vẫn rất bình tĩnh và lạnh lùng. Còn mịa nó Sở ngân thầm chửi rủa một câu Chúng ta chỉ đã học viện số 3 Có cần phải hạ khắc như vậy không Cuộc kiểm tra tiếp tục diễn ra Thời gian cứ dần trôi qua Học viện của các nhóm khác về cơ bản Đều đã kết thúc bài kiểm tra liền đến vây quanh võ đại số 1 xem náo nhiệt Người càng ngày càng nhiều Đông nghìn nghịt vây quanh võ đài số 1 đến mức nước cũng không thấm qua được. Ngô Tiếu Phương, lớp 1, năm 2, lên đài tiếp nhận kiểm tra. Một vị giám khảo lớn tiếng nói. Ngô Tiếu Phương giật mình, cuối cùng cũng đến lượt mình rồi. Hắn quay đầu lại nước nhìn Lâm Bắc Thần bên cạnh, cười lạnh mà nói. Này Lâm Bắc Thần, mở to mắt chó của người ra mà nhìn cho rõ nhé. Khoảng cách giữa ta và ngươi lớn đến thế nào, ngươi sẽ sớm lĩnh hội được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong thì liền sải bước đi về phía võ đài. Hắn rất tự tin. Bước lên võ đài, hành lễ, sau đó đặt bàn tay của mình lên trên các huyền thạch. Nhật thời xung quanh võ đài vang lên, tiếng hò treo không thể nào kìm nén được. Bởi vì đường ánh sáng màu đỏ nhạt kia, ngay lập tức bốc lên, vượt quá vạch số 3. Sau đó, đà tăng của nó tiếp tục leo lên nhanh chóng, trực tiếp vượt qua vạch số 4 mãi cho đến khi vượt qua 4,5, tốc độ của luồng ánh sáng màu đỏ nhạt mới bắt đầu chậm lại. Cuối cùng trị số 4,7 đã được duy trì ổn định trong thời gian 10 nhịp thở. Ngô Tiếu Phương, lớp 1, năm 2, đẳng cấp huyền khí 4,7. Giáo viên tuyên đọc kết quả kiểm tra, giọng nói cũng có chút run run. Đây là một thành tích phá kỷ lục. Các học viên năm 2 trong lịch sử của học viện số 3 chưa từng xuất hiện thiên tài nào có đẳng cấp huyền khí đạt đến 4,7. <laughs> Chủ nhiệm khối sở ngân bật cười lớn. Thanh huyền huynh, học viên này của ta có thể đọt vào mắt thần của huynh chưa? Ông ta giống như khoe khoang hỏi. Đi thanh huyền, khẽ gật đầu nói. Um, cũng tạm được. Sở ngân là một thần đỡ bật cười. Có thể được lý thanh huyền hạ khắc. Dùng ba từ vậy còn được để đánh giá Cũng được coi là chuyện xưa này chưa từng thấy rồi Cuối cùng Cũng vượt phát được một chút thể diện Ông ta đích thần bước tới Vỗ vào vai của ngô tiếu phương Rất hài lòng nói Tốt lắm, cho không làm ta thất vọng Cứ tiếp tục phát huy Ngô tiếu phương trong lòng vô cùng đắc ý Đến dưới võ đài Hắn nhìn đầm mắt thần nói Bây giờ đã hiểu được khoảng cách Giữa ta và ngươi rồi chứ Lâm Bắc Thần gật đầu, hiểu rồi. Ha ha, đã hiểu rõ, vậy thì đừng cầu mong may mắn nữa. Thanh thách chuẩn bị, làm nô lệ cho ta đi, đổ rác rưởi. Ngô Tiếu Phương thấp giọng, hùng hãn nói. Lâm Bắc Thần không nói gì. Ngô Tiếu Phương càng đắc ý hơn. Hắn cho rằng Lâm Bắc Thần nhất định là đã sợ hãi rồi. Mộc Tâm Nguyệt, lớp 2 năm 2, lên đài kiểm tra. Giám khảo tiếp tục gọi tên Ngô Tiếu Phương mỉm cười với Mộc Tâm Nguyệt bên cạnh nói Mộc Sư muội cố lên Phải có lòng tin vào bản thân muội nhất định có thể đạt được thành tích như ý Mộc Tâm Nguyệt không nói gì Nàng trực tiếp bước lên võ đài Mỗi một bước đi đều rất vững vàng Hôm nay đã được định sẵn Sẽ mãi mãi khắc kỳ trong lịch sử của học viện số 3 Tất cả mọi thứ đều đang làm nền cho ta Chờ đợi khoảnh khắc rực rỡ này đây Ta đã chờ đợi rất lâu rồi chỉ có thể có một nhân vật chính, đó chính là ta. Mộc Tâm Nguyệt trong lòng thầm nói, nàng đã đến võ đài rồi. Nhẹ nhàng ven mái tóc dài lên, động tác uyển chuyển mà lại vô cùng quyến rũ. Bắt đầu đi. Giám khảo cũng vì vẻ đẹp kinh người của đứa trẻ này mà giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Lòng bàn tay trắng nõn và mảnh mai như ngọc của Mộc Tâm Nguyệt ấn trên các huyền thạch. Ánh sáng màu đỏ nhạt ngay lập tức tăng vọt, vượt qua mức 3. Sau đó tốc độ vẫn đáng kinh ngạc mà vượt qua mức 4. Tiếp theo, thịch một tiếng, ánh sáng màu đỏ nhạt trực tiếp phá vỡ cột bạch ngọc. Trác huyền thạch phát ra một tiếng động khó nghe, từng luồng khói trắng từ đỉnh bốc lên, hoàn toàn mất đi tác dụng. Các giám khảo ở đó choáng váng. Hàng trăm học viên vây quanh bên dưới cũng đều sững sờ. Sở, sở ngân giống như bị kim châm vào mông đột nhiên bật dậy khỏi ghế gỗ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu lão. Trong mắt của một vị chủ nhiệm khối này lộ ra vẻ khó tin, lại nói: "Đây, đây là Bộc Huyền sao?" Ngay cả vị giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền, người luôn tỏ ra bình tĩnh, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thi này sử dụng Trắc Huyền Thạch tứ phẩm. Nói cách khác, nó đủ để kiểm tra huyền khí từ cấp 5 trở xuống thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần này đã trực tiếp làm nổ tung các huyền thạch cấp 4. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tu vi huyền khí của nàng đã vượt qua cấp 4, ít nhất cũng đạt tới cấp 5. Năm 2, 14 tuổi, đẳng cấp huyền khí đạt đến cấp 5. Một tài năng như vậy, cho dù là ở trong học viện số 1, số 2, cũng có thể coi là một tiểu thiên tài rồi. Không ngờ rằng, ở một nơi bùn nhão không chống đỡ được tường như là học viện số 3, lại xuất hiện một học viên cao tay như vậy. Nàng ta tên là gì? Lý Thanh Huyền chủ động hỏi. Sớm Ngân định thần lại, trên mặt tràn đầy vẻ hân hoan không thể kìm nén được mà nói. Mộc Tâm Nguyệt, nàng ta là báu vật của học viện chúng ta, tên là Mộc Tâm Nguyệt, hà ha, thế nào, Thanh Huyền huynh, không làm huynh thất vọng chứ? Lý Thanh Huyền gật đầu nói, quả thực là một niềm vui bất ngờ. Đem hồ sơ của Mộc Tâm Nguyệt đến cho ta xem một chút ông ta muốn kiểm tra một lượt. Xác nhận thiếu nữ này có thực sự là học viên do học viện số 3 bồi dưỡng ra hay không, đồng thời xác nhận nàng thực sự chỉ mới 14 tuổi, không có các thao tác đại loại như thay đổi tuổi tác. Một lát sau, sau khi đọc xong hồ sơ học tịch của Mộc Tâm nguyện, Lý Thanh uyển gật đầu hài lòng. Không tội, thành tích của nữ học viên này, cho dù là ở học viện số 1, số 2, cũng có thể coi là một tiểu thiên tài tuy rằng không thể so sánh với những tài năng hàng đầu, nhưng cơ hội tiến vào kiều rừng tranh bá chiến lần này là khá lớn đấy. Đây được coi là một đánh giá rất cao. <laughs> Sở Ngân cười phá lên. Ông ta hừng phấn nói, hiếm có ai được Lý Thành Huyền mặt thép lưỡi độc đánh giá cao như vậy. Không tội, người đâu. Lấy trắc huyền thạch ngũ phẩm tới, tiếp tục kiểm tra, để chúng ta xem thử đẳng cấp huyền khí của tâm nguyệt suốt cuộc là bao nhiêu giám khảo bên cạnh như vừa bừng tỉnh từ trong giấc mộng lập tức đi di chuyển trác huyền thạch ngũ phẩm đến các cuộc thi trước đây chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy cho nên sau thời gian một chén trà trác huyền thạch ngũ phẩm mới được đặt lên trên đại án hắc thạch nào tâm nguyệt đừng căng thẳng ổn định đại cảm xúc rồi kiểm tra lại đi sở ngân với vẻ mặt nhân tử, đôi mắt sáng long lanh quả thực giống như một người cha già đầy yêu thương nhìn con gái của mình Mộc Tâm Nguyệt rất bình tĩnh, lại một lần nữa ấn lòng bàn tay lên trắc huyền thạch ngũ phẩm. Cột ánh sáng màu đỏ nhạt vụt lên thật nhanh chóng. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, không chút hồi hộp vượt qua vạch thứ năm, cuối cùng dừng lại ở 5.3 và duy trì trong thời gian 10 nhịp thở mà không hề dao động. Mộc Tâm Nguyệt lớp 2 năm 2, đẳng cấp huyền khí 5.3 giọng nói của giám khảo vang vọng xung quanh võ đài số một những tiếng cảm thán bàn luận tranh cãi lập tức vây lấy khắp võ đài số một như nước sông cuồn cuộn, cuộn dâng trào tất cả các học viên đều không thể nào tin nổi trong số các bạn đồng trang lứa của mình lại có một thiên tài xuất chúng tới như vậy ngô tiếu phương hoàn toàn sững sờ hắn nhìn tiếng nữ tỏa sáng vạn trượng trên võ đài trái tim không biết tại sao lại quặn thắt vốn sĩ cho rằng đẳng cấp huyền khí 4.7 của mình đã giành được chức vô địch mà không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Ai mà biết rằng Mộc Tâm Nguyệt lại mạnh như thế. Còn tiện nhân này, ngày thường không khiển sơn không lộ thủy, mở miệng ra là sư huynh sư huynh. Kết quả lúc này, đột nhiên nhảy ra ngoài, trong nháy mắt đã giành lấy vinh quang của mình. Sắc mặt của Ngô Tiếu Phương quả thực khó coi, giống như một con chuột chết. Mộc Tâm Nguyệt bước xuống võ đài và quay trở lại hàng không nhìn cô tiếu phương mà nhìn về phía lầm bắc thần bây giờ chắc ngươi đã hiểu tại sao giữa chúng ta lại không thể rồi chứ cho dù ngươi có đạt điểm tuyệt đối ba môn trong kỳ thi văn thì cũng không thay đổi được gì Thì văn chỉ dành cho trẻ con chơi bùn mà thôi trên đời này trung quy vẫn là coi trọng kẻ mạnh cho dù ngươi có là đích tử của chiến thiên hầu cũng không thể nào xứng với ta Quân hồ hiện tại ngươi chẳng là cái thá gì cả Thiểu nữ với tư thế trịch thượng thở ơ nói Lâm Bắc Thần cũng lười để tâm Lúc này Tiếp theo Lâm Bắc Thần lớp 9 năm 2 Lên đài kiểm tra Giọng nói của giám khảo từ trên võ đài truyền xuống Lâm Bắc Thần mỉm cười Không thèm quan tâm đến mộc tâm Nguyệt, Trực tiếp bước lên võ đài Trên võ đài Lâm Bắc Thần trực tiếp đi đến Trác huyền thạch ngũ phẩm Một giáo viên trực tiếp ngăn hắn lại vẻ mặt tràn đầy diễu cợt Thở nói rồi dùng cái này đi. Cái mà ông ta đang đề cập chính là trắc huyền thạch tứ phẩm vừa mới được thay thế. thấy vậy bên dưới võ đài liền cười ổ lên. Ha ha ha, cái tên cạn bã này lại muốn dùng trắc huyền thạch ngũ phẩm. Hắn cho trong mình là một sự tỷ sao? Thật là nực cười, một chút tự mình biết mình cũng không có. Thì văn xong cứ tưởng thế là ngầu à? Không phải ai cũng có tư cách sử dụng trắc huyền thạch ngũ phẩm đâu. Đủ loại tiếng cười nhạo từ dưới võ đài truyền đến, Lâm Bắc Thần mặt không biểu cảm Cũng không nói gì Trực tiếp đi tới trước trắc huyền thạch tứ phẩm Hắn đưa tay ra Ấn vào Ánh sáng màu đỏ nhạt bỗng vụt lên Thịch! Một đám khói trắng bốc lên nghi ngút Mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng lại Về chuyện gì đã xảy ra Trắc huyền thạch mới đã phát nổ rồi Bộc huyền Trắc huyền thạch tứ phẩm mới kia Đã bị nổ tung rồi Tiếng cười nhạo dưới võ đài bỗng im bặt Sở ngân là một lần nữa giống như bị kim châm vào mông, bật dậy đứng khỏi ghế. Trên mặt của giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền cũng lộ ra vẻ kinh ngạc không kém. Dưới võ đài, biểu hiện của Ngô Tiếu Phương giống như nhìn thấy ma. Nụ cười trên gương mặt của Mộc Tâm Nguyệt cũng đồng cứng trở lại. Trên dưới võ đài, giống như ngay lập tức bị nhấn vào nút tắt tiếng. Lâm Bắc Thần nhìn về phía giáo viên đã ngăn cản mình trước đó nói. Vị giáo viên này bây giờ ta có thể sử dụng trác huyền thạch cụ phẩm rồi chứ sao phiền đó giống như vừa tỉnh lại từ giấc mơ nhìn chủ nhiệm khối sở ngân sở ngân cuối cùng cũng hoàn hồn lại ba chân bốn cẳng xông tới trung tâm võ đài vô cùng kinh ngạc nhìn lâm bắc thần Sốt sáng hỏi cho cho lại có thể vượt qua huyền khí cấp 4 à cho làm được từ khi nào vậy lâm bắc thần nghe hỏi thì nói ồ có lẽ là lúc hôm qua đấy ta cũng không rõ lắm Hắn đúng thật sự là không rõ. Cái áp thuật ngưng tụ huyền khí trùng cấp trên điện thoại vốn không hiển thị đẳng cấp huyền khí của hắn. Trong hai ngày qua, áp luôn hoạt động hết công suất, thúc đẩy đẳng cấp huyền khí của hắn đến trình độ nào rồi. Hiện tại bản thân hắn cũng không rõ lắm. Vừa hay nhân cơ hội này kiểm tra một chút xem. Nói rằng nói bậy nào, ngủ làm sao mà đột phá, bỏ đi, không phải hỏi trò nữa, cho đến trắc huyền thạch ngũ phẩm thử xem. Sở ngân với giọng điệu thúc giục lại nói Lâm Bắc Thần đến trước trắc huyền thạch ngũ phẩm Đưa tay ấn vào đó Chuyển vận huyền khí Luồng ánh sáng màu đỏ long lánh Ngày lập tức xuất hiện Cột khoảng cách cướp cáp vọt lên Vô số ánh mắt nhìn chăm chăm vào trắc huyền thạch Đặc biệt là mộc tâm nguyện Đôi tay nắm chặt Móng tay gần như đâm vào trong da thịt Một cảm giác căng thẳng từ trước đến giờ Chưa từng có nhấn chìm nàng Khiến nàng không còn bình tĩnh và tự tin rằng Mọi việc đều trong tầm kiểm soát giống như trước đó nữa. Nàng không thể nào tin nổi tên phế vật này lại có thể mang lại cho mình cảm giác uy hiếp và áp bức lớn đến như vậy. Thịch, một âm thanh lại vang lên, khói trắng lại bốc lên trên đỉnh của Trác Huyền Thạch ngũ phẩm. Không chỉ như vậy, còn xuất hiện tượng vết nứt bộc huyền. Từ này, ngay lập tức được bật ra trong đầu của vô số người, không thể nào kìm nén nổi. Trác huyền thạch ngũ phẩm lại có thể bị nổ tung. Điều này, điều này sao có thể chứ? Chủ nhiệm khối sở ngân hiểu biết sâu rộng cũng không khỏi sự sốt. Những giám khảo khác liền dông điều hóa đá. Đầu óc trống rỗng, có chút không thể nào phản ứng lại với cục diện trước mắt. Giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền đột ngột đứng dậy. Trong mắt bắn ra tình quang nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần. Lão giáo viên Đinh Tam Thạch miệng mở to đến mức có thể nhét vừa cả hai quả trứng vịt. Bởi vì ông ta là giáo viên huyền khí của Lâm Bắc Thần, là người biết rõ nhất tình huống của cái tên ăn trời trác táng này. Ba ngày trước, đẳng cấp huyền khí của Lâm Bắc Thần chắc chắn chỉ vẹn vẹn cấp 1 mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1.5, tuyệt đối không lên được trên 2. Nhưng bây giờ trác huyền ngũ phẩm lại đột phá giới hạn trên. Đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là đẳng cấp huyền khí của Lâm Bắc Thần ít nhất cũng là cấp 6 trở lên. Thời gian 3 ngày từ cấp 1 đến cấp 6 ư? Ngay cả các thiên tài yêu nghiệt của học viện số 1, số 2, và thậm chí là học viện sở cấp hoàng gia cũng tuyệt đối không thể nào làm được chuyện đó. Trên người của cái tên ăn chơi trác táng này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Các học viên dưới võ đài càng kinh ngạc hơn. Ngô Tiểu Phương đầu óc trống rỗng, gần như mất đi năng lực tư duy. Mộc Tâm Nguyệt cắn chặt môi đến mức rách cả môi máu tươi chảy ra từ kẽ răng cũng hoàn toàn không có cảm giác. Những thiên tài năm hai khác như Cao Mân, Nhạc Hồng Hương, Từ Tần Lâm, Vũ Tỷ như thể biến thành người gỗ, đều duy trì dáng vẻ sững sờ, trợn mắt, miệng tiếng ngoác dài ra, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cho đến tận một hồi lâu sau, giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền nói, học viên này chính là Lâm Bắc Thần sao? Lần này sở dĩ ông ta đến học viện số 3 chính là vị Lâm Bắc Thần. Sau khi thành tích nghịch thiên của tên này được công bố, đã thu hút sự chú ý của các học viện sơ cấp lớn ở Vân Mộng Thành. Có đủ các loại suy đoán, có người hoài nghi liệu có phải là học viện số 3 kém cỏ nhiều năm như vậy để lấy lại thể diện, cho nên mới dùng thủ đoạn đặc biệt gì đó làm một số chuyện không vẻ vang trong kỳ thi văn, sinh ra cái gọi là kỳ tích với điểm tuyệt đối ba môn. Giám sát viên này thực sự đến để giám sát và theo dõi. Trọng tâm của cuộc giám sát đương nhiên chính là Lâm Bắc Thần này. Ông ta cũng đã từng nghe qua tên của Lâm Bắc Thần. Dù sao cũng là tên ăn chơi trác táng khét tiếng ở Vân Mộng Thành, bộc mùi hồi thối đến mức ít ai không biết. Vốn tưởng rằng trong cuộc thi võ hôm nay, cái tên hoàng đảng này nhất định sẽ bị đánh lộ nguyên hình. Ai mà biết. Cho nên Lý Thanh Huyền cũng không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy hỏi. Chủ nhiệm Khối sợ gần, đột ngột tỉnh giấc mộng nói. Đúng vậy, chính là hắn, Thanh Huyền Huynh à. Lý Thanh Huyền trực tiếp ngắt lời nói, đem hồ sơ học tịch của hắn đến đây. Hồ sơ nhanh chóng được trình lên. Sau khi xem xong hồ sơ học tịch của Lâm Bắc Thần, trong lòng của Lý Thanh Huyền càng trở nên dậy sóng. Một tên ăn trời trác táng, một tên hoang đẳng rốt nát, trước sau đều giống như bùn nhão trong mọi cuộc sát hạch lớn nhỏ trước đây đột nhiên lột xác một cách không thể nào tưởng tượng nổi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của thiên tài. Điều này quả thực càng khó tin hơn cả những câu chuyện huyền thoại võ thuật. Đem các huyền thạch lục phẩm tới, Lý Thanh Huyền nói, Cái này... Sở Ngân nở một nụ cười cượng gạo nói, Thanh Huyền huynh, học viện số 3 của chúng ta không trang bị hắc huyền thạch lục phẩm. Sao lại không có? Lý Thanh Huyền theo bản năng hỏi ngược lại. Nhưng trong tích tắc Ông ta cũng hiểu ra rồi Bình thường mà nói Học viên của năm 3 của học viện sơ cấp Có đẳng cấp huyền khí từ 3 đến 4 Một số ít thiên tài miễn cưỡng Có thể đạt đến cấp 5 Có lẽ những trưởng mạnh như học viện số 1 Số 2 Có một số thiên tài có thể đạt đến cấp 6 Nhưng điều này tuyệt đối không bao gồm Những trưởng nát như học viện số 3 Vì vậy Ban chấp hành liên khảo sẽ không trang bị cho học viện số 3 một trác huyền thạch cấp chuyên nghiệp như là lục phẩm cũng là điều hợp tình hợp lý bởi vì trác huyền thạch lục phẩm có giá trị không nhỏ nếu như để nó nhàn rỗi ở học viện số 3 căn bản chính là lãng phí chỉ là không ngờ rằng lần này người khiến cho trác huyền thạch ngũ phẩm có dấu vết bậc huyền lại là một học viên năm hai điều này thật là xấu hổ không có trác huyền thạch lục phẩm thì không thể có được đáp án chính xác làm thế nào để xác định thành tích cuối cùng của Lâm Bắc Thần đây? Lý Thanh Huyền và Sở Ngân đồng thời rơi vào trầm tư. Cuộc thi tạm thời dừng lại. Nhóm giám khảo và giám sát viên đặc biệt đang ở trên khán đài, bắt đầu khẩn trương thương lượng biện pháp ứng phó. Còn Lâm Bắc Thần vẫn tạm thời đứng trên võ đài. Hắn đưa mắt nhìn về phía Ngô Tiếu Phương trong đám người phía dưới. Đẳng cấp huyền khí 4,7 cao lắm sao? Hắn nhìn chằm chằm vào cô tiếu Phương một cách trịch thượng, như cười mà không phải cười. Ngô tiếu Phương chỉ cảm thấy máu dồn lên não. Nỗi nhục nhã có hình dung bùng phát trong lòng, khiến cho rằng hận không thể nuốt chửng Lâm Bắc Thần, nhưng lại không nói được lời nào. Vừa rồi ngươi hỏi ta, đã hiểu được khoảng cách giữa chúng ta chưa à? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào cô tiếu Phương, gằn từng câu từng chữ. Đương nhiên là ta hiểu chứ, chỉ là ta không biết Ngô Tiêu Phương sư huynh, bây giờ huynh đã hiểu chưa? Ngô Tiêu Phương muốn nói lời độc ác gì đó, nhưng một câu cũng nói không ra được. Lúc này, hắn nói cái gì thì đều là tự chuốc lấy nhục nhã thôi. Không có sức lực để nói bất cứ điều gì. Lâm Bắc Thần lại nhìn Mộc Tâm Nguyệt. Ánh mắt của hắn giống như có một ma lực đặc biệt. Nhìn tới đâu thì người khác cũng sẽ nhìn theo tới đấy. Ngày lập tức, Mộc Tâm Nguyệt lại trở thành tâm điểm của tất cả học viên nàng đã cố gắng hết sức để duy trì biểu cảm tự nhiên của mình. Nàng vốn cho rằng Lâm Bắc Thần nhất định sẽ dùng những lời lẽ cay độc để sỉ nhục mình giống như với ngô tiểu phương kia. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ thở ơ liếc qua, ánh mắt không có bất kỳ thay đổi nào, cũng không lưu lại chút gì trên người của nàng. Trôi nhìn về nơi khác, giống như trong mắt hắn, nàng chỉ là một người qua đường, không có gì khác biệt so với những người kia, không thèm đếm xỉa đến hoàn toàn là không đếm xỉa mộc Tâm Nguyệt cảm thấy đau nhói trong tim cách làm này của lâm bác thần so với việc lôi nàng ra mà mắng chửi một trận giống như cầu tiếu phương càng khiến cho nàng không cam tâm hơn nàng hận nàng không cam tâm cuộc thi võ hôm nay vốn dĩ là võ đài tốt nhất mà nàng lựa chọn cho mình để gáy một tiếng ai đấy đều phải kinh ngạc nàng lẽ ra phải trở thành nhân vật chính tuyệt nhất trong mắt mọi người nhận được sự tôn thờ của tất cả học viên và sự chúc mừng của các giáo viên nhưng mà bây giờ hào quang đáng lẽ thuộc về nàng lại bị lâm bắc thần cướp mất một lúc sau qua quá trình thảo luận tất cả giám khảo và giám sát viên lý đã đi đến quyết định chung do các huyền thạch ngũ phẩm xảy ra trục trặc cho nên thành tích kiểm tra trước đó của lâm bắc thần không hợp lệ và sẽ không được tính vào thành tích thi các học viên khác tiếp tục kiểm tra lâm bắc thần sẽ được kiểm tra lại sau khi trác huyền thạch mới được đưa đến giám khảo đi đến bên cạnh võ đài lớn tiếng nói cái gì trác huyền thạch xảy ra trục trặc sao thành tích của lâm bắc thần không hợp lệ à ngay lập tức các học viên xung quanh võ đài ôn ao không thể nào kiềm chế được tiếng cảm thán giống như sóng tỏ gió lớn tỏa ra tứ phía lâm bắc thần hơi giật mình kiểm tra không hợp lệ ư đây là có ý gì đây Hắn quay đầu lại Nhìn đám người sợ ngân và Lý Thanh Huyền Trò đi xuống đi Đợi cho đến khi trác huyền thạch mới tới Rồi kiểm tra lại Chủ nhiệm khối sợ ngân lên tiếng nói Lâm Bắc Thần còn muốn nói gì đó Liền nghe thấy giọng nói của sợ ngân Truyền đến bên tai Tiểu tử bình tĩnh chờ nóng tin tưởng ta Nhà trường tuyệt đối sẽ không khiến trò uất ức đâu Thế là Lâm Bắc Thần gật đầu Đi xuống dưới võ đài lần lượt từng ánh mắt đổ dồn lên người Lâm Bắc Thần, ha ha ha, thành tích không hợp cách. Ngô Tiểu Phương bật cười, không thể nào chờ đợi được, bước đến trước mặt Lâm Bắc Thần, trên mặt lộ ra vẻ diệu cợt nói: "Có phải là rất tuyệt vọng không? <laughs> Cảm giác từ trong hân hoan rơi xuống vực thẳm là như thế nào?" Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào hắn nói: "Dù sao chắc chắn là vẫn tốt hơn so với bị đánh phủ mỏ." <laughs> Tới lúc này rồi mà còn cứng mồm. Ta sớm đã nhìn ra thành tích của ngươi có vấn đề, nhất định là thủ đoạn gian lận của ngươi đã bị giám sát viên Lý nhìn thấu. Ngươi chờ đây đi, thành tích thi văn hôm qua cũng sẽ sớm được phán định là không hợp lệ. Ngô Tiêu Phương cười lạnh nói, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi chỉ là một tên rác rưởi cặn bã, vĩnh viễn đều như vậy. Yên lặng nào. Giọng nói của Sở Ngân được trên võ đài truyền đến, Ánh mắt của chủ nhiệm cối quét qua người Ngô Tiếu Phương, mang theo hàm ý mạnh mẽ. Lâm Bắc Thần thở ở nói, người cứ chờ đi. Sau đó thì im lặng. Tiếp theo các học viên khác trong nhóm tiếp tục tiến hành kiểm tra đẳng cấp huyền khí. Nhưng bởi vì hai làn sóng cao trào của Mộc Tâm Nguyệt và Lâm Bắc Thần trước đó, dẫn tới cho dù sau này Vũ Tỷ có kiểm tra ra thành tích thiên tài 4,6 cũng không thể nào tạo ra dao động cảm xúc quá lớn cho giáo viên và các học viên không lâu sau toàn bộ bài kiểm tra buổi sáng đã kết thúc bởi vì trác huyền thạch lục phẩm vẫn chưa tới cho nên đẳng cấp huyền khí của lâm bắc thần đến cuối cùng vẫn chưa thể đưa ra kết luận chưa giải quyết được nhưng mà dưới sự tuyển dương của đám người ngô tiếu phương hầu hết mọi người đều bắt đầu cho rằng điều này là do lâm bắc thần đã gian lận trong kỳ thi dẫn đến việc giám sát viên đặc biệt nghi ngờ hắn. Cho nên, không những thành tích của đẳng cấp huyền khí bị hủy bỏ, mà thành tích của ba môn điểm tuyệt đối trước đó cũng có thể bị hủy. Trong bối cảnh lớn như vậy, vở kịch nổi bật nhất của toàn bộ cuộc thi giữa năm, sát hạch thực chiến cuối cùng đã được vén màn trong sự mong đợi của đám đông. Đầu tiên là phần sát hạch trong nội bộ lớp. Lâm Bắc Thần trở lại lớp 9. Giảng viên Đinh Tam Thạch chính là người chủ trì cuộc sát hạch thực chiến trong đội bộ lớp 9. Toàn bộ là 40 người, bốc thăm để bắt cặp thực chiến, có nhóm thua và nhóm thắng, đảm bảo mỗi một học viên đều có thể có cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình. Cuộc chiến trong đội bộ lớp 9 không có gì hồi hộp, không ai có thể vượt qua ba chiêu kiếm của Lâm Bắc Thận. Ngay cả người đã từng đứng đầu lớp 9, lớp trưởng Doãn Dịch cũng không ngoại lệ sau một buổi chiều sát hạch, Lâm Bắc Thần chắc chắn trở thành người đứng đầu lớp 9. Hắn và bốn học viên khác của lớp 9, bao gồm Lâm Tuyết Ngân, Quân Dịch, Trinh Khổ, Tiết Nhạc, đã trở thành người đại diện của lớp 9 theo đuổi vinh quang của cuộc thị giữa năm. Sát hạch nội bộ kết thúc, đã đến giờ tan học. Ngày đầu tiên của cuộc thi giữa năm đã kết thúc như vậy. Quân viên trường ồn ào náo nhiệt cả một ngày, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại ở sâu trong trường cây nhỏ bên cạnh sân võ, âm u và bị che khuất. Đây là nơi ẩn náu trong quân viên trường mà Lâm Bắc Thần đã lựa chọn. Khi Lâm Bắc Thần quay lại, liền choáng váng ngay tại chỗ. Ta, ta có phải đã đến nhầm chỗ rồi không? Chỉ thấy trong khu rừng vốn dĩ giống như cái ổ chó, hai chiếc liệu tinh tế và sang trọng đã được dựng lên. Lão quản gia Phương Trung lại đang sắn thay áo lên giặt rũ. Trên một sợi dây bên ngoài lều còn treo vài bộ y phục đã được giặt sạch từ áo choàng cho đến nội y có đủ mọi thứ đều là mẫu mới nhất trong mùa tràn đầy bùi xa hoa cái này lâm bắc thần sửng sốt nói đồ chó nhà ngươi người đây là đang làm cái quái gì vậy hắn chỉ bảo phương trùng mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày mà thôi kết quả thì sao chứ đã mua nhiều thứ như vậy hơn nữa vừa nhìn qua đã biết đều rất đắt tiền nên là muốn an cư ở trong rừng sao Thiếu già, người về rồi sao? Hi hi, người hài lòng chứ? Ta sớm đã nói rồi, trong cái tên vương trung của ta có một chữ trung. Làm việc đương nhiên là tỉ mỉ chu toàn. Tuy rằng hiện tại, chúng ta đang xa suốt, nhưng cũng không thể hạ thấp yêu cầu đối với cuộc sống, vẫn phải tinh tế. Đây là 10 bộ y phục thay đổi mà ta đã mua cho người. Đều là những sản phẩm thượng hạng của Trần Tú Phương. Đúng rồi, trong lều còn có... Vương Trung rất phấn khích nói. Trong lòng của Lâm Bác Thần có một dự cảm không lành, lại nói Người đừng nói với ta, 20 đồng bạc mà ta đưa cho người, người đã tiêu hết trong một lần rồi nhá. Đó là đương nhiên, Vương Trùng nói. Nếu như không tiêu hết số tiền này, làm sao xứng đáng với thiếu sang người chứ? Lâm Bác Thần tắt tiếng. Chết tiệt, người thật sự xứng đáng với ta quá rồi đấy. Đó là số tiền để người chi tiêu trong tháng tới kia mà. Còn mẹ người, một ngày đã tiêu hết rồi à? phá ra như vậy sao? Ồ thiếu gia, sắc mặt của người hình như không tốt hả? Vương quản gia ngờ vực hỏi. Có phải là hôm nay thi không được tốt không? Không phải. Lâm Bắc Thần nghiến răng nói. Hay là những thứ mà ta mua không đủ tinh tế hả? Vương quản gia lại hỏi. Không, đồ chó nhà ngươi, người tốt, làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần vốn dĩ định chửi âm cả lên, đột nhiên nhớ ra vấn đề nhân cách của mình. Thế ra, chỉ đành phải giơ ngón tay cái lên để duy trì hình tượng nhân vật phá gia trị tử, tiêu tiền như nước của ngày trước, ngậm đắng nuốt cay. Trong lòng thầm thề rằng, sau này nhất định không được đưa cho cái thứ già chết dẫm này quá nhiều tiền. Nói ra cũng thật kỳ lạ. Mình đã vươn quản gia đều là chó chết chủ. Tên này rốt cuộc đã thông qua thủ đoạn gì để đi ra khỏi trường rồi mua nhiều thứ như vậy chứ? Theo lý mà nói, ông ta vừa bước ra khỏi quân viên trường thì đáng ra đã bị những kẻ thù đang canh gác bên ngoài đánh chết tươi tại chỗ rồi. Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng kỳ quái. Một lúc sau, wow, Vương bá, người làm rất tốt, rất tốt, thật là đáng đồng tiền bát gạo đấy. Đột nhiên đã chuyển từ đồ chó thành vương bá rồi. Bởi vì sau khi Lâm Bắc Thần thay y phục sạch sẽ, thoải mái từ trong ra ngoài, ăn bánh điểm tâm nổi tiếng nhất thành đã được chuẩn bị sẵn, cảm thấy toàn bộ linh hồn đều thăng hoa. Hiện trường thật hoành tráng. Vương Trung cười hì hì nói, đó là đương nhiên, dù sao vẫn là ta hiểu thiếu gia người nhất. Đêm đã khuya lắm, Lâm Bắc Thần ở trong lều triệu hồi điện thoại. Thời gian một ngày đã trôi qua, còn lại 62% pin. Với hai áp lớn đều đang chạy ở chế độ nền, ba áp thảo dược đan tễ lịch sử và lý luận huyền văn đều đã đóng. Ngoài điều này ra, không xuất hiện thay đổi mới nào trên điện thoại. Lâm Bắc Thần kiên cứng một lúc rồi lại cất điện thoại đi. Trong tiềm thức, hắn đang giảm thời gian chơi điện thoại để tiết kiệm pin. Ba chiều kiếm đã sắp đạt đến cảnh giới đỉnh phong viền mãn. Vượt qua bài kiểm tra hôm nay, đẳng cấp huyền khí của ta ít nhất cũng là cấp 6 trở lên. Còn trận thực chiến trong lớp hôm nay, Mặc dù không có tính thách thức Nhưng cũng vừa hay Để ta loại bỏ nỗi sợ hãi Của một linh hồn xuyên không Chiến đấu với vũ khí lạnh lùng trong thế giới này Có được kinh nghiệm chiến đấu thuộc về bản thân Bất kể ngày mai phải đối mặt với ai Tỷ lệ thắng đều rất cao Nhật định phải giành được hạng nhất Nếu không Cái con chó điên ngô tiếu phương này Nhật định sẽ không ngừng cắn xé Lâm Bắc thần cân nhắc Hết lần này đến lần khác trong đầu về phần thành tích huyền khí tạm thời bị hủy bỏ, Lâm Bắc Thần không hề lo lắng chút nào hết. Bởi vì tu vi huyền khí nằm trên người mình lại không phải là lừa đảo. Cho dù có kiểm tra đi lại bao nhiêu lần thì kết quả đều như nhau thôi. Điều duy nhất khiến hắn lầm rầm lo lắng chính là cho tới ngày hôm nay, trên điện thoại vẫn chưa xuất hiện cái gì mới. Làm sao lợi dụng điện thoại để quay trở về trái đất vẫn không có chút manh mối nào. Hắn tự nhủ trong lòng Đừng gấp, đừng gấp, cứ từ từ Bật giác đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào Lão quản gia phương trung Làm tròn bổn phận canh gác Ở bên ngoài đều Trên một cái cây cách đó khoảng 20 mét Lão giáo viên đinh tam thạch Ẩn mình trong bóng tối Nghe thấy tiếng ngủ mê Từ trong lều vọng ra Rơi vào trầm tư Mấy ngày này Cái tên phá gia chi tử này Đều ăn với ngủ Không thấy hắn tu luyện gì Vậy đối với sự lĩnh hội thần cấp và huyền khí cấp 6 trên người hắn, rốt cuộc là từ đâu mà có chứ? Không lẽ thế gian thực sự có thiên tài, năm ngủ cũng có thể trở nên mạnh hơn sao? Ngày hôm sau, cuộc thi lại tiếp tục. Mặc dù lớp 9 đã kết thúc nội chiến chọn ra đại diện, nhưng vẫn còn những lớp có nhiều học viên thiên tài như lớp 1, lớp 2, lớp 8. Cuộc chiến khốc liệt và kéo dài hơn, vẫn chưa chọn ra được ứng cử viên cuối cùng Mãi cho đến trưa, các ứng cử viên đại diện cho 10 lớp của năm 2 cuối cùng cũng xuất hiện. Trong đó lớp 1 có 15 người, lớp 2 có 10 người, lớp 8 10 người, các lớp khác không tiểu nhau từ 5 đến 8 người. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do trình độ trung bình của học viên các lớp. Lớp có trình độ trung bình cao nhất sẽ có càng nhiều đại diện hơn. 10 lớp cộng lại vừa đúng 100 học viên đại diện. Một trăm người này sẽ tham gia vào cuộc thi thực chiến toàn khối cuối cùng, tranh giành vinh quang cao nhất. Sau bữa ăn trưa, cuộc thi thực chiến cuối cùng đã bắt đầu trong sự mong chờ của tất cả mọi người. Một trăm học viên đại diện, thứ tự bị xáo trộn và rút thăm lại. Còn số rút thăm được quyết định đối thủ đối chiến ở vòng đầu tiên. Lâm Bắc Thần vô Tình rút được số 97. Cho nên đối thủ của hắn ở vòng đầu tiên là học viên rút được số 4. Năm hai tổng cộng có 10 võ đài, vì vậy mỗi vòng có thể tiến hành 10 trận. Về phần trình tự thi đấu lại là do giám khảo sắp xếp. Lâm Bắc Thần không được xếp vào vòng đầu tiên. Về cơ bản, dưới sự sắp xếp có chủ đích của các giáo viên, trong mỗi vòng gồm 10 trận đấu, nhiều nhất cũng không vượt quá hai tuyển thủ thiên tài đối quyết. Bằng cách này, có thể để cho các thiên tài của năm quan sát học hỏi trận đấu của nhau, khơi dậy tinh thần chiến đấu và phát huy lực lượng mạnh mẽ nhất của mình. Ở trong vòng đầu tiên, có trận đấu của Ngô Tiếu Phương. Đối thủ của hắn đã trình khổ một đại diện đến từ lớp 9, cả hai bước lên võ đài. Trình khổ với một nụ cười gượng gạo. Vận may của hắn rất tệ, vòng đầu tiên đã gặp phải Ngô Tiếu Phương, người đứng đầu trong cuộc thi lần trước không có chút cơ hội chiến thắng quy tắc của cuộc thi thực chiến ở giai đoạn này rất tàn khốc chỉ cần thua một trận sẽ bị loại và phân vào tổ thua cho nên nếu gặp phải một cánh cổng lớn như ngô tiếu phương thì đã được định sẵn là không có cơ hội nào vẫn xin ngô sư huynh thủ hạ lưu tình Trình khổ chắp tay nói ngô tiếu phương cười lạnh một tiếng lưu tình à đó là điều không thể trinh khổ giật mình có chuyện gì vậy Ngô Tiêu Phương hình như có lòng thù địch rất lớn đối với mình. Nhưng trước giờ, mình cũng chưa từng khiêu khích hắn. Cuộc thi võ bắt đầu. Trình khổ rút kiếm, chính là chiêu thức khởi đầu của kiếm thuật cơ bản. Có thể từ trong 40 học viên của lớp 9 mà bộc lộ tài năng, hắn đương nhiên là có chiến lược nhất định. Nhưng Ngô Tiêu Phương chỉ cười lạnh một tiếng. Thanh trường kiếm trong tay thậm chí còn chưa rút ra khỏi vỏ, trực tiếp dậm chân nhảy tới trước thanh kiếm trong vỏ đã đâm thẳng tới trước ngực của Trinh Khổ. Trinh Khổ trầm ổn bình tĩnh, dùng một trong những kiếm pháp cơ bản trực tiếp chống đỡ. Đây là một phương thức ứng phó cực kỳ ổn thỏa. Tuy nhiên khi thanh trường kiếm va chạm với vỏ kiếm kia, một lực phản kích mạnh mẽ truyền đến. Trinh Khổ chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, trường kiếm ngay lập tức tuột khỏi tay. Bại rồi, đây là bại rồi à. Chỉ một chiêu mà thôi, dù biết mình không phải là đối thủ của Ngô tiêu Phương Nhưng hắn không ngờ Lại bị thua nhanh đến như vậy Trung quanh võ đài vang lên tiếng cảm thán Trên cổ trong lòng lạnh giá Đang định mở miệng nhận thua Nhưng Ngô tiêu Phương hoàn toàn Không có ý định dừng tay Ngay lập tức bực ép tiến thêm một bước Vỏ kiếm quất ngược Hùng hãn đánh vào gò má phải của trình khổ Bụp Máu bắn ra tung tóe, hai từ nhận thua của trình khổ còn chưa kịp nói ra thì đã bị đánh đến đầu choáng mắt hoa trực tiếp ngã phịch xuống đất mà phải sưng vều lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường miệng phun ra máu tươi cả người trực tiếp choáng váng ngô tiêu phương cười lạnh một tiếng lại bước ra một bước chân dẫm lên mặt trình khổ trình khổ thét lên thảm thiết ngô tiêu phương cười lạnh nói đừng trách ta muốn trách thì trách lâm bắc thần Ai bảo ngươi vào cái tên cặn bã kia học chung một lớp. Chỉ cần là học viên của lớp 9, ta gặp một người thì hành hạ một người. Cút xuống đi. Binh! Hắn một chân hùng hãn đá vào bụng của Trinh Khổ. Trinh Khổ trực tiếp bày xuống võ đài, nặng nề rời xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ôm lấy bụng, cơ thể co lại giống như con tôm khô, sắc mặt tái nhợt, không tay nào đứng dậy nổi nữa. Xung quanh thấy thế thì ô lên, Mặc dù là đấu võ thực chiến Khó tránh khỏi ngộ thương Nhưng ngô tiêu phương già tay cũng quá tàn nhẫn rồi Thường thế này của trình khổ Nếu không kịp thời chữa trị E rằng 10 ngày nửa tháng Cũng không thể xuống giường được Ngô tiêu phương thắng Giám khảo tuyên bố kết quả trận đấu Mấy người bạn cùng lớp Dùng cáng khiêng trình khổ Người đã hôn mê rời đi Ngô tiêu phương đứng trên võ đài Ngước mắt nhìn xuống Nhanh chóng tìm thấy Lâm Bắc Thần ở trong đám người trên mặt lộ ra vẻ khiêu khích đưa ngón tay cái rồi chậm rãi hướng xuống dưới mà nói họ lầm kia phát huy cho tốt ta rất mong chờ được gặp lại ngươi trên võ đài đừng để bị loại sớm quá lâm bắc thần mặt không biểu cảm ngô tiêu phương bật cười bước xuống khỏi võ đài các học viên bạn tán xôn xao không lâu sau vòng một của cuộc cuộc thi đã kết thúc mọi người bao gồm trình khổ đã bị loại sau đó là vòng thứ hai. Vòng thứ hai của cuộc thi võ kéo dài nửa giờ đã được tuyên bố kết thúc, lại có 10 người thông qua và 10 người bị loại. Cứ như vậy, mà cho đến vòng thứ năm, cuối cùng đã có một học viên nổi tiếng khác bước lên võ đài, Mộc Tầm Nguyệt. Thiếu nữ được mệnh danh là công chúa thường dân của học viện số 3, đã lộ ra thực lực phi phạm của mình trong cuộc thi lần trước, xếp thứ ba, và lần này bất luận là bài thi văn trước đó hay là kiểm tra đẳng cấp huyền khí đều đặn đè bẹp ngô tiêu phương vũ tỷ từ tần lâm và những người khác tất cả mọi người đều cảm nhận được một nguồn động lực trỗi dậy mạnh mẽ trên người của thiếu nữ này nhất thời xung quanh võ đài số một người đông nghịt hầu hết tất cả học viên đều muốn xem phong thái chiến đấu của công chúa thượng dân vì vậy mà chiến trận đấu được tiến hành đồng thời kia về căn bản đều không có người xem. Xung quanh chín võ đài trống không, phía dưới chỉ có rải rác vài người. Võ đài số 1, hai bên giao chiến đều đã xuất hiện. Một Tâm Nguyệt mặc một chiếc áo choàng kiếm sĩ màu xanh. Qua sự sửa chữa có chủ ý của cá nhân nàng, càng làm tôn lên dáng người yêu kiều xinh đẹp mà không kém phần oai hùng. Chỗ lên đầy thì đầy, chỗ nền thon thì thon. Mỗi một đường cong đều giống như một tác phẩm nghệ thuật được nhà thiết kế giải công tạo ra. Mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, tung bay trong gió, như thể một nữ kiếm thần hạ phàm. Ngay thời khắc này, vô số ánh mắt đều ngưng tụ, kiên cố trên người Mộc Tâm Nguyệt, lộ ra vẻ hầm bộ và kính nể. Nhất đàn loại chó liếm như phùng luân, đôi mắt liền sáng rực, nhìn như ngây như dại. Đáng tiếc, trước đó hắn đối phó với Lâm Bắc Thần không thành, nữ thần trong lòng đã liên tiếp mấy ngày nay không thèm để tâm đến hắn. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Phùng Luân lại đau lòng không ngớt. Không những mất đi sự xem trọng của nữ thần, còn mất đi 20 đồng bạc. Nhưng lúc này, Phùng Luân đã hoàn toàn mất hết dũng khí để chống lại Lâm Bắc Thần. Trận đấu bắt đầu. Giám khảo lớn tiếng thông báo. Bạn học trịnh, mời. Mục Tâm Nguyệt rút trường kiếm ra, là chiêu khởi đầu của kiếm thuật cơ bản. Khác với sự ngạo mạn của Ngô Tiếu Phương, biểu hiện của Mộc Tâm Nguyệt nhỏ nhã, lễ phép. Điều này khiến người ta như gội đầu với gió xuân, cảm thấy rất thoải mái. Đối thủ của nàng chính là Trịnh Thác, lớp trưởng của lớp 6. Ta nhận thua. Trịnh Thác trực tiếp thét lớn. Có thể bốc thăm cùng một nhóm với Mộc Sư Tỷ. Thật sự là điều may mắn nhất năm nay của ta. Có thể nói một hai câu với nữ thần trong lòng Ở khoảng cách gần như vậy Ta đã rất mãn nguyện rồi Ta không phải là đối thủ của Mộc Sư Tỷ Càng không thể giao đấu với Mộc Sư Tỷ Không thể lãng phí huyền khí của Mộc Sư Tỷ được chung Sư Tỷ giành được quán quân Trong cuộc thi lần này Nói xong Vị tiểu thiên tài đến từ lớp 6 năm 2 này Nhìn Mộc Tâm người thật sâu Sau đó quyến đuyến quay người lại Chủ động nhảy xuống khỏi võ đài Trận đấu cứ thế kết thúc xung quanh võ đài náo động cả lên. Ngay cả giám khảo cũng choáng váng, cuối cùng mới lớn tiếng tuyên bố kết quả. Mộc Tâm Nguyệt thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Mộc Tâm Nguyệt rất có phong độ chắc tay nói, "Đa tạ bạn học Trịnh." Sau đó quay người bước xuống võ đài. Trong đám đông Lâm Bắc Thần cũng rất ngạc nhiên. Hắn không thể không thừa nhận, loại sinh vật chó liếm này, đôi phủ sóng cũng mạnh mẽ quá đấy. Cho dù trái đất hay là thế giới khác đều có bóng dáng cần cù không mệt mỏi của bọn nó. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Mãi cho đến vòng 9, Lâm Bắc Thần mới được xuống tên lên võ đài. Đối thủ của hắn là Lãnh Diệp, một tiểu thiên tài đến từ lớp 1. Cuộc quyết đấu giữa hai người, dù không đáo động như khi Mộc Tâm Nguyệt bước lên võ đài, nhưng cũng thu hút sự chú ý rất lớn. Trên võ đài. Thật sự khiến ta kinh ngạc đấy, hả <laughs> hả, để ta gặp được một tên gian lận như ngươi. <laughs> Vận may của ta thật sự không phải là bình thường. Lãnh Diệp nhìn Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc nói. Lâm Bắc Thần nhắm mắt không nói gì. Lãnh Diệp lại nói tiếp. <laughs> Ngô Sư Huỳnh đã lên tiếng. Nếu như ở trên võ đài, người nào có thể đánh cho cái tên rác rưởi nhà ngươi lộ ra nguyên hình thì có thể nhận được phần thưởng 10 đồng tiền vàng. <laughs> hôm nay phần thưởng này chắc chắn thuộc về ta hắn là con chó săn trung thành nhất bên cạnh Ngô Tiếu Phương. Lâm Bắc Thần vẫn không nói gì. Bên dưới võ đài, cái tên phá ra chi từ này hình như sợ rồi thì phải, mắt còn không dám mở ra. Bây giờ biết sợ đã quá muộn rồi. <laughs> Đánh bại một phùng luân thì cho rằng mình là thiên hạ vô địch chắc. Lãnh Diệp Huynh chính là thiên tài top 6 của lớp 1. Nghe nói lần này có hy vọng tranh danh vị trí top 15 toàn khối đủ các tiếng vạn tán ồn ào cuộn trào mãnh liệt giống như nước đang sôi. Nhưng mà Lâm Bắc Thần thực sự rất đẹp trai. Sang vẻ nhắm mắt ôm kiếm của hắn, quả thực là khuôn mẫu của kiếm tiền nhân gian. Mặc dù cạn bã, nhưng tốt xấu gì cũng là một tình cạn bã đẹp má. Nhỏ tiếng nói một câu, nếu bị một tình cạn bã như hắn lừa gạt, bốn tiểu thư cũng chịu đấy. Cũng có hai nữ học viên ngốc nghếch, học chả hay, cay chả biết, chị thấy lâm bắc thần anh tuấn thành xàm như ngọc không khỏi nảy ra ý xuân chính vào lúc này trận đấu bắt đầu giám khảo lớn tiếng tuyên bố hờ hờ lâm bắc thần bây giờ ta sẽ cho người biết cái gì gọi là không thể lãnh diệp vẫn tiếp tục buông lời chế nhạo còn ở phía đối diện lâm bắc thần lại đột nhiên mở mắt ra một tia sáng lạnh nhão lóe lên trong mắt hắn bụp thành trường kiếm bùng nổ trong không trung lãnh diệp vẫn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy vài trái rét lạnh khi cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay lâm bắc thần đã xuyên qua vài trái của hắn trong lòng của lãnh diệp tràn đầy sự bối rối chuyện gì có chuyện gì vậy đã xảy ra chuyện gì thế tại sao mới chỉ trong tích tắc kiếm của lâm bắc thần đã xuyên qua vai của mình sự băng hoang đây ngay lập tức được thay thế bằng sự đau đớn dữ dội ôi trời ơi Lãnh Diệp cuối cùng kêu gào thảm thiết, giống như là tiếng heo thọc huyết. Xẹt. Lâm Bắc Thần rút trường kiếm ra, một dòng máu tươi phun ra. Tiếp theo đó, một nhát kiếm xoẹt qua má phải của Lãnh Diệp, trực tiếp hất hắn xuống đất, vô cùng thê thảm. Lại phế phẩm như ngươi, cũng dám khiêu khích bổn thiếu gia ư? Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống, dùng y phục của Lãnh Diệp lau sạch vết máu trên kiếm của mình, sau đó giơ chân trực tiếp đá một cú, lãnh diệp bay xuống võ đài. Bịch! Lãnh diệp ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Giám khảo sửng rốt, quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm khối sở ngân ở khán đài bên cạnh. Thế người sau kẽ gật đầu, lúc này mới lớn tiếng nói, lâm bác thần chiến thắng. Dưới võ đài đã là một bớ hỗn độn. Có học viên của lớp 1, nhãn cầu xoay tít một vòng, nghĩ đến điều gì đó liền giơ cao cánh tay mà gào thét lâm bắc thần người ra tay thật quá độc ác chẳng qua chỉ là đấu võ mà thôi lại có thể đâm lãnh sư huynh bị thương nặng như vậy người quả thực không phải con người mà ta phản đối đây không phải là đấu võ là mưu sát đối phó với bạn học của mình như vậy còn có thể ra tay nặng như thế quả thực không phải con người yêu cầu các giáo viên ra mặt hủy bỏ thành tích của lâm bắc thần ngay lập tức có vẻ như cả nhóm đều kích động thanh trưởng kiếm trong tay lầm bắc thần liền chỉ vào các học viên của lớp một kia lại nói người không phục sao cút lên đây đánh với bọn thiếu gia một trận đi đồ ngu Ta! các học viên đó không còn vững dạ nữa tuy bị một thanh trưởng kiếm từ xa chĩa vào nhưng lại giống như bị bụi kiếm chặn ngay ở cổ họng toàn thân run rẩy tất cả lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng một tư cũng không thốt ra được những người khác cũng đều ỉu xíu nơi mà thanh kiếm của Lâm Bắc Thần chĩa vào. Đám đông đang ồn ào, giống như một ngọn lửa vừa bùng cháy, liền bị một chậu nước lạnh dập tắt, ngay lập tức nguội đi. Thịch, thịch. Hắn Thủ trưởng kiếm vào vỏ, từng bước một chậm rãi bước xuống võ đài. Mái tóc đen tung bay, phản chiếu lại ánh nắng chói chang. À, đẹp trai quá. Sầm bà nữ học viên Phan Cung che mặt thét lên. Đinh Tam Thạch, giáo viên kiếm thuật của lớp 9, ánh mắt như lửa cháy. Thiên tài, một thiên tài kiếm thuật thực sự. Cho dù là hắn có bắt đầu luyện tập kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên từ khi còn trong bụng mẹ, có thể tu luyện đến trình độ này, đủ để cho thấy tài năng kiếm thuật của hắn. <laughs> chính hắn, người mà ta cực khổ tìm kiếm, chính là tên tiểu tử thối này. Lão giáo viên họ đình, ngay lập tức đưa ra một quyết định nào đó mà không hề do dự ở nơi xa hơn trên khán đài khuôn mặt của sở ngân khó giấu được nụ cười nói ờ ha, thanh huyền huynh bây giờ huynh đã nhìn thấy biểu hiện thực chiến của lâm bắc thần rồi có đánh giá gì không lý thanh huyền nhà mắt nói thực lực của đối thủ quá yếu không phán đoán được gì sở ngân cười không khép được mồm lại mà nói tiếp tục hờ tiếp tục xem nha giờ đây ông ta đã hoàn toàn coi lâm bắc thần là bảo bối của nhà mình mặc dù đã tuyên bố rằng thành tích kiểm tra huyền khí của lâm bắc thần tạm thời vô hiệu nhưng đó chỉ là một cái cớ để nói với bên ngoài thôi còn sự thật ông ta và mấy người tham gia đều rất rõ ràng cái gọi là trắc huyền khí gặp trục trặc chỉ là vỏ bọc bởi vì giám sát viên lý thanh huyền này cưỡng chế yêu cầu mới đưa ra kết luận như vậy đợi cho đến khi trắc huyền thạch lục phẩm đến tất cả đều sẽ lộ ra trần tướng học viện số 3 của ta sắp sinh ra một đại bảo bối rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong cuộc họp giao lưu giữa các học viện, mình gặp các chủ nhiệm khối của các học viện khác, liền có thể kéo lại nó một câu. Nào nào lại đây, cho người xem đại bảo bối của ta này, nhìn xem đẹp không? Sau đó đối phương hay lập tức tâm phục khẩu phục. Ôi là trời, cảm giác đó quả thực là tuyệt vời. Cuộc thi vẫn được tiếp tục. Sau nửa giờ, Phòng thi đấu thứ nhất toàn bộ đều kết thúc 50 người bị loại 50 người thông qua Toàn bộ quá trình đều được tiến hành Dưới sự giám sát của chủ nhiệm khối sở ngân Giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền Và hàng chục vị giám khảo khác Để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả Để đảm bảo tính công bằng hơn nữa 50 học viên thông qua Được bốc thăm lại Lâm Bắc Thần rút được số 47 vẫn thực sự có duyên với số 7 mà Không lẽ là âm thầm có ý đồ Với số 7 sao Lâm Bắc Thần nhìn bảng số trong tay Lần này không phải đợi quá lâu Đã đến được hắn chiến đấu Khi hắn bước lên võ đài Và nhìn rõ đối thủ <laughs> Thật là nhân sinh có nơi nào không tương phùng chứ Có bất ngờ không Kinh ngạc không Phấn khích không Lâm Bắc Thần bật cười Bởi vì học viên với vẻ mặt khó xử Ở phía đối diện Chính là anh chàng đã lên tiếng bất bình thay cho lãnh diệp không lâu trước đó xúi dục người khác công kích hắn người người đừng quá đáng học viên này run lẩy bẩy nói lâm bắc thần suýt chút nữa thì cười phụt ra cuộc đối thoại này nếu như đổi thành một nữ nhân mới thú vị đúng chứ nếu ta nhớ không nhầm người cũng là người của lớp một đúng không lâm bắc thần nói học viên kia nói đúng vậy bạn thân nhất của ta chính là đại, đại sư Huỳnh Ngô Tiếu Phương, ngươi Lời này còn chưa nói xong, ánh kiếm lóe lên, xẹt xẹt. Tiếng trường kiếm đâm vào và rút ra, gần như vang lên cùng một lúc. Bùng, rồi một cước đá vào bụng. Học viên này liền bị đá xuống võ đài, nặng nề ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình thời gian chưa đầy một hơi thở. Lúc này tiếng thét như giết lợn của hắn mới vang lên, giống như lãnh diệp cánh tay phải của hắn bị trường kiếm xuyên qua, xem như đã trọng thương rồi. Nhưng điều này nằm trong phạm vi quy tắc của cuộc thi thực chiến. Bởi vì một số loại thảo dược đàn tế có chất lượng rất tốt, có thể chữa khỏi vết thương xuyên thấu như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng, không phải đàn loại vết thương gây quyết tật tàn phế, đều có thể chữa khỏi được. Mục đích của võ đài thực chiến chính là để học viên cảm nhận được giây phút giao chiến sinh tử, ghi nhớ loại cảm giác thực chiến này. Quá nhiều ràng buộc, ngược lại, đánh mất đi ý nghĩa của thực chiến. Lần này cũng không ai dám nhân cơ hội công kích Lâm Bắc Thần nữa. Cái trường mắt thất phục của tình phá gia trị tử này khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Sau khi giám khảo lớn tiếng tuyên bố kết quả trận chiến, Lâm Bắc Thần áo xanh cầm kiếm từng bước một chậm rãi bước xuống võ đài. Đẹp trai, thật là đẹp trai. Mời mấy học viên nữ phan cuồng ở dưới võ đài, chè mặt họ hét Ừm, nhân số trong đoàn hậu cung của cha nam đã nhiều hơn một chút. Thời gian trôi qua, cuộc thi vẫn tiếp tục. Tiết nhạc, học viên của lớp 9 năm 2 từ trên võ đài ngã xuống, phun ra một bụng máu, rồi hôn mê. Ta đã nói rồi, học viên của lớp 9 ta gặp một người, hành hạ một người. Ngô Tiêu Phương đứng trên võ đài cười lạnh, trịch thượng nói. Muốn trách thì trách các ngươi, có bạn cùng lớp là Lâm Bắc Thần đi. Các học viên lớp 9 đứng dưới võ đài, dám giận nhưng mà không dám nói. Ngô Tiêu Phương này thực là quá ác độc đi. Đã tuyên bố nhắm vào học viên của lớp 9, một lần không chỉ bị đánh bại mà còn bị thương nặng và xỉ nhục bằng trời đói. Trước đó có trình khổ sau có tiếc nhạc, rõ ràng chính là cố ý xỉ nhục người ta. Hơn nữa, tuyên bố kiểu này là thủ đoạn nhằm khiêu khích mối quan hệ giữa học viên lớp 9 và Lâm Bắc Thần thật đúng là quá đê tiện đi. Các học viên khác lại không phải là kẻ ngốc. Rất ít người thực sự ngu ngốc đến mức vì điều này mà đi chất vấn và chỉ trích Lâm Bắc Thần. Hơn nữa, các học viên lớp 9 cũng đã nhìn thấy hai trận đấu trước đó của Lâm Bắc Thần đều là đang báo thù cho trình khổ và tiết nhạc. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, trả tấn đẫm máu lãnh diệp và học viên tên gì gì đó. Ngay cả tên cũng không có, thật đáng thương. Lâm bác thần, ngươi phải trả thù cho lão tiết và trình khổ. Lớp 9 của chúng ta phải đoàn kết lại. Lâm bác thần, chỉ cần ngươi có thể hành hạ ngô tiểu phương một cách tàn nhẫn, ta bằng lòng xin lỗi ngươi vì những lời tồi tệ mà ta đã nói với người trước đây các học viên lớp 9 vây quanh lâm bắc thần lần lượt cầu xin lâm bắc thần im lặng một lát thật nhàm chán hắn tách ra khỏi đám đông thay đổi vị trí học viên của lớp 9 đều sững sờ thời gian trôi qua ngày sau đó vòng thi đấu thứ hai cũng đã kết thúc điều khiến cho người ta không thể tin được là công chúa thường dân mộc tâm Nguyệt lại một lần nữa gặp được một fan hâm mộ trung thành giống như trịnh tháp sau một loạt hành động điên cuồng trên võ đài không chiến đấu mà đầu hàng chủ động nhảy xuống võ đài để mộc tâm nguyệt không cần phí sức thổi lửa cũng giành được chiến thắng đây quả thực cũng là một kỷ lục ngay cả giám khảo cũng hơi sững sờ có thể thấy độ nổi tiếng của mộc tâm nguyệt ở học viện số 3 rất cao các thiên tài khác như vũ ti từ tần lâm lạc hồng hưng hay là cao mân cũng không chút hồi hộp đánh bại đối thủ của mình lọt vào top 25. Cuộc thi thực chiến từ từ chìm vào cảnh đẹp, càng ngày càng gai cấn. Cuộc bốc thăm cho vòng loại thứ ba của cuộc thi thực chiến nhanh chóng được tiến hành. 25 người bốc thăm, một người được định sẵn là trực tiếp thông qua. Trong mắt mọi người, đây là người rất may mắn, chính là công chúa thường dân Mộc Tâm Nguyệt. Không chỉ xinh đẹp, thực lực mạnh, thiền phú tốt, vận may cũng tốt như vậy. Khiến người ta ghen tị cũng không ghen tin nổi Quả thực như là giống như là đứa con của trời vậy Có học viên không khỏi cảm khái nói Một tâm nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Không kiêu căng, không nóng nảy. Lâm mắc thần lại rút được số 17 Thực sự âm thầm có ý đồ với số 7 rồi Đối thủ của hắn là một tiểu thiên tài khác Cao Mân Đây là đối thủ đầu tiên có đủ vân lượng Mà hắn gặp phải kể từ khi bước vào cuộc thi thực chiến. Ta rất trông chờ cuộc giao đấu của ta với người đấy. Cao Mân là một thiếu niên thanh tú với mái tóc hơi xoăn, có niềm kiêu hãnh thuộc về thiên tài. Ánh mắt cương quyết, cầm kiếm trên tay nói, ta sẽ cho người biết thiên tài thật sự rốt cuộc là như thế nào. Ô, lâm bác thần thở ở nói, sau đó hắn rút kiếm ra, xoẹt, vu, anh kiếm lóe lên, bang âm thanh của hai kiếm giao nhau. Sau đó liền nhìn thấy thanh trường kiếm trong tay cao bần tuột khỏi tay, vẽ ra một đường parabol cao cao, cuối cùng rơi xuống và cắm trên võ đài. Còn thanh kiếm trong tay Lâm bác thần đã chắn ngang ở cổ họng của cao mân. Đây, đây là kiếm pháp gì? Cao bần không thể nào tin nổi nói. Hắn còn chưa phản ứng gì, sao mình có thể bại rồi? Lâm Bắc Thần thu đại trưởng kiếm nói, kiếm pháp cơ bản cận thần tam liên không thể nào cao mân với vẻ mặt tái nhợt thét lên ta cũng đã luyện qua kiếm thuật cơ bản cẩn thần tam liên của giáo viên đinh tam thạch không lẽ chúng ta luyện hai loại kiếm pháp khác nhau chắc lâm bắc thần suy nghĩ một lát rồi nói có thể là do người quá ngu không luyện đến đời đến trốn thôi cao mân cúi đầu kiêu ngạo xuống mà nói ta thua rồi hắn thu trường kiếm lại vẻ mặt chán nản Quay người nhảy xuống võ đài, Lâm Bắc Thần thắng, giám khảo lên tiếng tuyên bố kết quả. Dưới võ đài, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, đủ tiếng bàn tán, ngay lập tức dâng trào dữ dội, giống như là sóng thủy triều.